Cây nghế hương thuộc dạng cây bụi, mọc leo dựa vào thân cây khác và là một vị thuốc được sử dụng nhiều trong đông y. Thân con, những cành con vươn dài, có gai bao bên ngoài thân cây và thường có một lớp lông mỏng ngoài vỏ. Lá của cây ngấy hương thuộc dạng kép chân vịt, mọc so le nhau. Mỗi phiến lá bao gồm 5 lá chét và trường hợp lá gần ngọn thường có 3 lá chét. Lá 12 đầu lá. Lá chét ở chính giữa thường lớn hơn, dọc cạnh, mép lá có khía răng đều nhau, mặt phía trên có màu xanh, mặt dưới được bao phủ một lớp lông mỏng mịn màu trắng ngà hoặc cũng có thể có màu vàng xỉn. Cuống lá có chiều dài trung bình, từ có bao lông và thường có gai nhỏ. Cây ngấy hương thuộc họ hoa hồng và được biết đến với các tên khác như là ngấy, đường đũng hương, mâm xôi, ngấy chĩa lá, ngũ gia bì, cây tu hú. Cây ngấy hương thuộc loài cây mọc hoang, đới, cận nhiệt đới, đới ẩm. Theo các nghiên cứu khoa học, thành phần chính có trong cây ngấy hương bao gồm quả có vitamin C, pectin, fructose, acid elagic và acid hữu cơ khác, là có flavonoid, tannin, acid gallic và ngấy hương có vị chua, hơi ngọt, tính bình, mùi hơi nhẹ, quy vào kinh tỳ và thận, tác dụng giúp tiêu hóa tốt, bổ ngũ tạng, ích tinh khí, mạnh trí thêm sức, giải độc, tiêu phù. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Khỏe 360. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu về vị thuốc ngấy hương hỗ trợ trị viêm gan, vàng da và giảm nguy cơ đau tim. Và cụ thể trò chuyện với một vị khách mời rất là đặc biệt, xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào quý khán giả, xin chào Hoàng Phương. Vâng, thưa bác sĩ, hiểu về vị thuốc ngấy hương, vậy thì bộ phận nào của ngấy hương thường được dùng làm thuốc và người dân có thể tự thu hái và tự làm thuốc được hay không ạ? Nói đến ngấy hương ấy, là chúng ta phải nói đến cái tên mà nó dân dã một chút nữa, đó là cái cây mâm xôi. Thế thì cái cây ngấy hương này thì có thể nói là cây thuốc sử dụng trong phạm vi dân gian, nhưng mà có thể nói rằng là nó cũng đã được nghiên cứu rất là kỹ, và cả toàn bộ cái cây ngấy hương, kể cả rễ, thân, lá và quả của nó thì đều. Thế thì theo dược học hiện đại thì ngấy hương là vị ngọt, tính bình và nó có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm, tán ứ, thế rồi thì là bồi bổ ích khí và bổ bổ can thận, và có tốt, có lợi cho. Thì với y học hiện đại thì ta đang nghiên cứu, người ta chứng minh, người ta thấy rằng là trong ngấy hương có những hoạt chất mà nó có tác dụng gọi là chống oxy hóa, chống viêm, giảm đau, làm giảm nguy cơ các bệnh lý về tim mạch, và đồng thời nữa giảm đường máu, giảm mỡ máu, và đặc biệt là quả ngấy hương ấy, thì nó có rất có lợi cho đàn ông trong vấn đề làm tăng chất lượng số lượng tinh trùng cũng như là cải thiện cái hoạt động dương sự, bởi vì là người ta thấy hàm lượng kẽm rất là cao, mà ta biết hàm lượng kẽm thì nó rất cần thiết cho cái sự phát triển của cái bộ phận sinh dục của người đàn ông. Vâng ạ. Ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cái chủ đề, đó là ngấy hương giúp hỗ trợ trị viêm gan, vàng da. Vậy thì rất là nhiều quý vị khán giả mong muốn bác sĩ có thể chia sẻ những cái bài thuốc nào để có thể áp dụng được trong cái việc điều trị của họ không ạ? Quả thực là ngày xưa thì là ngấy hương được sử dụng rất nhiều trong vấn đề là những người bị viêm gan, kể cả mãn, thế rồi là các chứng gọi là hoàng đản, tức là bị vàng da. Thế thì các bài thuốc mà để liên quan đến điều trị bệnh lý về gan này, có thể dùng cả quả, cả cành, cả rễ, và người ta sẽ phơi khô, xong rồi mỗi một ngày người ta lấy 30 gram, giả là ta cắt vụn ra, xong rồi là người ta hãm với chè, hay là sắc uống, cũng đây là hãm với nước sôi trong bình kín và để chúng ta uống hàng ngày. Thế còn tốt hơn nữa là người ta được phối hợp thêm các vị thuốc nam khác, ví dụ như là oro, hải châu, tức là cây chó đẻ răng cưa, thế rồi cây cỏ mần trầu đấy, cỏ rất là dễ kiếm và nó rất tốt cho gan mật, và thêm ít cam thảo dây hoặc là cam thảo đất nữa. Thì như thế là mỗi thứ khoảng độ 20-20 gram, 15-20 gram bài thuốc mà ta sắc uống hàng ngày. Thế rồi nữa là có thể phối hợp nó với một số những vị thuốc kinh điển mà chuyên điều trị viêm gan, ví dụ như là phối hợp với cả cái nhân trần, thì hai thứ với lượng độ 30 gram 40 gram ta cũng có thể là sắc uống, hoặc là có thể chúng ta phối hợp với cả cái chó hải răng cưa, diệp hạ châu. Thì đấy là những cái vị thuốc mà dân gian mà ngày xưa ở nông thôn khi mà bị vàng da, viêm gan thì người ta hãy điều trị. Thế còn ngoài ra nữa thì cái cây này ấy, nó còn có tác dụng
mà để giảm cái nguy cơ về bệnh tim mạch. Thì tại sao như vậy? Bởi vì nó trong đó nó có một cái chất, nó có axit salicylic, và hai nữa có chất này á là nó có tác dụng gọi là nó giảm mỡ máu, phòng chống vỡ xơ động mạch, làm giãn mạch vành, từ đó nó giảm các cơn đau thắt ngực và dự phòng vấn đề bị nhồi máu cơ tim. Thế thì người ta cũng có thể thông thường, tức là độc vị thôi, chúng ta chỉ dùng toàn cây của cây đó để cho chúng ta hãm uống hoặc sắc uống bình thường. Nhưng mà tốt hơn là người ta thường phối hợp thêm với một số các vị thuốc mà nó cũng có lợi cho tim mạch, sâm, ví dụ như là với sơn tra, ví dụ với xuyên khung, ví dụ như là với một số các cái vị thuốc mà nó thích hoạt huyết, ví dụ như cây huyết đằng, vân vân. Thì mỗi thứ đấy thì chúng ta có thể dùng từ 10 đến 12 gram. Thì tự nhiên là chúng ta mà chúng ta hãm uống thay trà hàng ngày. Vâng ạ, và cũng vì cái vị thuốc này cũng rất là dễ kiếm nữa, cho nên là đối với chuyên mục kết nối cùng với khán giả thì có Hòa Vang Đà Nẵng như sau. Tôi bị nôn ngén khá nặng nề, cảm giác buồn nôn diễn ra gần như thường xuyên, ăn không ngon nên là nhiều lúc mệt mỏi và xây xẩm mặt mày. Tôi đã mang thai đến tuần thứ 10 nhưng mà cân nặng lại giảm mất 2 kg. Tôi và hỏi nhiều người cũng được bày một số cách nhưng chưa thực sự hiệu quả. Và tôi có nghe nói là nếu ốm nghén quá nặng thì có thể phải dùng thuốc, nhưng mà cũng có các bà mẹ chỉ cách là dùng ngáy hương cũng rất là hiệu quả. Vậy cụ thể thì như thế nào thưa bác sĩ? Thực đây là một cái kinh nghiệm mà người ta còn ít biết đến. Mặc dù là hiện nay thì rõ ràng là nhiều bà mẹ là khi mà chúng ta mang thai, ta nghén rất là ghê, nghén thậm chí là không ăn uống được gì cả và sau đó sụt cân đi, và đồng thời đó rõ ràng là thai. Thế thì thông thường người ta có thể dùng một số các vị thuốc Tây, nhưng mà người ta rất sợ vì dùng thuốc Tây có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Hay hoặc người ta có thể sử dụng các bài thuốc y học cổ truyền có nhiều vị khác nhau, do một thầy lang nào đó chúng ta kê, chúng ta uống, thì cũng là một cách mà đừng dùng đúng hương ấy, thì không phải ai cũng biết đến. Thì người ta chỉ khuyên thế này là khi những người nào, những thiếu phụ nào mà chúng ta mang thai không may bị ốm nghén, thì hàng ngày chúng ta cứ ăn lấy cái quả đúng hương. Và quả đúng hương là một thứ quả mà như bác sĩ đã nói lúc đầu đấy, trẻ chăn trâu ngày xưa là cứ hái để ăn thôi. Mà ăn nó thì thực ra quả này không độc gì cả, mà nó rất giàu vitamin C và nó cũng rất giàu kẽm. Nó rất có lợi cho vấn đề phát triển cơ quan sinh dục, cũng như là vấn đề về di tinh, về liệt dương, về giảm chất lượng, số lượng tinh trùng, vân vân và vân vân. Thế cho nên là ăn quả đúng hương đấy thì nó vừa bồi bổ cho cơ thể, nhưng đồng thời nó cũng có tác dụng là phòng chống và chống vấn đề là khi mà chúng ta mang thai. Thế còn về cơ chế của nó như thế nào thì cho đến nay cũng chưa có một công trình nghiên cứu nào cho nó bài bản cả. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái chủ đề rất hay để cho các nhà dược học chúng ta có thể là đặt vấn đề, tìm hiểu xem là trong đó nó có đó, chúng ta để chiết xuất ra và chúng ta làm mà thành những cái thuốc mà có thể dự phòng cho phụ nữ mà chúng ta hay bị ôm nghén chẳng hạn. Bởi vì mỗi khi ôm nghén mà kéo dài như vậy thì quả thực là người phụ nữ không những thể mang nặng đẻ đau mà còn trải qua những tháng ôm nghén thì vô cùng cực nhọc. Vâng ạ. Với những chia sẻ bác sĩ thì có thể thấy là như cái trải nghiệm của Hoàng Phương ngày xưa thì đúng là những cái vùng nông thôn thì có rất là nhiều cái cây ngáy hương này. Nhưng mà khi mà ngày nào chúng ta cũng ăn cái cây ngáy hương này cũng như là xôi này thì không biết là nó có tác dụng phụ nào đó với sức khỏe của chúng ta không ạ? Trên thực tế mà nói, như phần đầu bác sĩ đã nói đấy, thực ra mà nói thì ví dụ như cái quả đúng hương thì có thể nói chúng ta ăn mà cũng ta cũng không có ngại gì cả. Là bởi vì là đây là một cây thuốc mà trên thực tế và những cái nghiên cứu của nó cũng chưa phải là nhiều lắm. Tất nhiên là trong các cái sách thuốc thì người ta đều nói là không có độc, nhưng mà theo bác sĩ thì những cái vị thuốc, những cây thuốc nào mà chúng ta nghiên thì khi mà sử dụng thì chúng ta nên tuân thủ đúng theo liều lượng, theo kinh nghiệm dân gian hoặc theo các sách thuốc của các thầy thuốc, chứ còn chúng ta không tự ý uống một cách nó lan man. Bởi vì cái cây này nó cũng khác đối với một số cây mà chúng ta có thể dùng xanh, chúng ta phải uống cả đời được, cả năm được, nhưng mà bản thân cái như này thì chúng ta cũng chỉ nên uống khi mà chúng ta muốn điều trị bệnh mà thôi, chứ còn thì khi mà chúng ta đã khỏi bệnh rồi thì chúng ta cũng không nên uống nó quá nhiều. Vâng ạ, rất là cảm ơn những thông tin hữu ích của bác sĩ trong chương trình. Quý vị và các bạn, hy vọng rằng với những thông tin mà bác sĩ chia sẻ, chúng ta đã hiểu nhiều hơn về công dụng của cây ngáy hương và có thể áp dụng những cái bài thuốc rất là hiệu quả để hỗ trợ trị viêm gan, vàng da cũng như giảm nguy cơ bị đau tim. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.